Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ xin thầy Thánh chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Luca, chương 4. Từ câu 1, chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu số 15. Luca chương 4, từ câu 1 cho đến câu 15. Tôi đọc một câu và hội thánh đọc một câu, chúng ta đọc hết phần kinh thánh này. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là Con Đức Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút. Vì nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Ma quỷ cũng đem Ngài lên, Ngài đến thành Jerusalem để Ngài cho nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là Con Đức Trời, hãy gieo mình xuống đi." Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài Thánh. Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là nhận lấy quyền năng và sống đắc thắng. Trong phần kinh thánh, ở trong Matthew đoạn 4 hay là Luca đoạn 4, trong bốn sách phúc âm chỉ có hai chỗ này có ghi lại sự cám dỗ mà Chúa Giêsu Ngài phải đối diện. Một lần kia thì có một người hỏi tôi là Chúa Giêsu chịu cám dỗ để làm gì vậy? Tại sao Chúa Giêsu phải chịu cám dỗ? Và Ngài chịu cám dỗ để làm gì vậy? Có bao giờ chúng ta thắc mắc về điều đó không ạ? Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời thành người, nhưng mà tại sao Ngài chịu cám dỗ? Thì thật ra đơn thuần đó là bởi vì cớ Adam và Eva đã phạm tội trong xác thịt, cho nên Chúa Giêsu phải trở nên xác thịt để mang lấy cái hình phạt đó thế cho chúng ta. Và đồng thời Ngài cũng chịu sự cám dỗ trong thân thể của xác thịt. Hầu qua đó tôi bà chị em nhận lấy sự đắc thắng từ Ngài, và chúng ta bước đi trong quyền năng của Chúa. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta thường bị rơi vào tình trạng bị thất bại ở trong sự cám dỗ, rồi chúng ta cũng bị thất bại ở trong cái đời sống theo Chúa. Chúng ta theo Chúa giống như là một cái hình xin vậy, nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống. Và khi mà chúng ta không đắc thắng được cái tội lỗi thì chúng ta nói rằng gì? Tôi là con người mà, cho nên tôi không thể đắc thắng tội lỗi được. Thực ra chính việc mà chúng ta tin như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là con người cho nên chúng ta không đắc thắng tội lỗi được. Vì vậy mà đó là một cái cánh cửa mở ra để chúng ta cứ ở trong sự phạm tội và cứ thất bại liên tục. Trong khi Chúa Giêsu là đấng, Ngài đã đến, Ngài chịu sự cám dỗ và Ngài bước ra khỏi sự cám dỗ thử thách đó, và Ngài bước đi trong sự đắc thắng đầy quyền năng. Nếu Chúa như vậy ở trên đất thì tôi và chị em cũng sẽ được như vậy. Như lời Chúa ở trong sách Dân thứ nhất, đoạn 4 câu 17. Dân nhất đoạn 4 câu 17 ghi như thế này: "Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu chúng ta được lòng mạnh dạn trong ngày xét đoán ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này." Chúa thể nào thì tôi và chị em cũng thể ấy trong thế gian này. Chúa đắc thắng thì tôi và chị em đắc thắng. Chúa đắc thắng cám dỗ, chúng ta đắc thắng cám dỗ. Chúa có một đời sống thánh khiết thì tôi và chị em cũng có đời sống thánh khiết. Amen. Vì cái đó là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Bởi vì sự đắc thắng không chỉ dành cho chúng ta ở trong thiên đàng, nhưng sự đắc thắng dành cho tôi và chị em ngay ở trên đất này, để chúng ta có thể bước đi như chính Chúa đã bước đi ở trên đất. Vậy thì làm sao để chúng ta có một đời sống đắc thắng? Chúng ta thấy ở Kinh Thánh nói như thế này, ở trong câu 1: Chúa Giêsu đầy dẫy Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh
thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Nhiều người trong chúng ta nói rằng là khi chúng ta có đời sống đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta là người chiến thắng. Điều đó không sai. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi chịu báp têm bằng nước, Ngài ra khỏi nước, anh chị em còn nhớ có điều gì ngay khi Ngài báp têm bằng nước không? Có tiếng phán từ trời, có Thánh Linh Đức Trời ngự xuống như là chim bồ câu. Chúa Giêsu đầy dạy Thánh Linh khi Ngài chịu báp têm bằng nước. Nhưng mà sau khi đầy dạy Thánh Linh rồi thì không phải là Ngài đắc thắng. Ngài không phải là Ngài bước đi trong sự đắc thắng liền. Nhưng ở đây Chúa Giêsu Ngài trải qua cái sự thử thách, sự cám dỗ. Vậy thì ai trong, xin lỗi, ai là người đưa Chúa Giêsu vào trong sự thử thách này anh chị em? Dạ, câu số 1 nói gì? Thì được Đức Thánh Linh đem đến trong đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Có bao giờ tôi và chị em nghĩ rằng cái việc này nó không bao giờ xảy ra không? Đức Chúa Trời biết được lòng của chúng ta, Đức Chúa Trời biết được đời sống tôi và chị em. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời lại cho Chúa Giêsu đi vào trong đồng vắng rồi chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại đưa Chúa Giêsu vào đó để chịu sự cám dỗ? Chúng ta có cái quan điểm như thế này: nếu như là Chúa, nếu được đầy dạy Thánh Linh thì lúc nào tôi và chị em cũng bình hòa và an ổn và không có gặp bất cứ trở ngại nào. Quan điểm đó đúng hay là sai? Sai. Căn cứ vào Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc thì quan điểm này không đúng. Ai đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng? Thánh Linh. Vậy thì vào đồng vắng này làm gì? Chịu sự cám dỗ. Trong tiếng Hy Lạp, cái từ đồng vắng này nó có nghĩa là nơi huấn luyện, nơi trang bị, nơi cung cấp vũ khí và để hạ xuống. Chúa Giêsu Ngài phải mang lấy cái thân thể xác thịt như tôi và chị em. Ở trong Roma đoạn 8 câu 3 và câu 4 nói rằng Chúa Giêsu Ngài phải mang lấy xác thịt, thân thể xác thịt, Ngài chịu tất cả hình phạt ở trong xác thịt, bởi vì cớ chúng ta phạm tội trong xác thịt. Tôi đọc câu Kinh Thánh này để ông bà chị em thấy rõ nha. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải được làm trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng nô theo xác thịt nhưng nô theo Thánh Linh. Như vậy rõ ràng là Chúa Giêsu Ngài mang lấy hình này xác thịt là vì tôi và chị em. Adam đã mang lấy xác thịt và Adam và Eva đã không thắng được sự cám dỗ, và suốt cả dòng lịch sử không một ai đắc thắng sự cám dỗ trong thân thể xác thịt này. David là vị vua kính sợ Đức Chúa Trời, và Chúa gọi David là một người hài lòng Chúa. Nhưng David có đắc thắng thì sẽ cám dỗ không? Salomon là vị vua khôn ngoan bậc nhất, trước không ai hơn, sau không ai bằng. Nhưng Salomon có đắc thắng thì sẽ cám dỗ không? Cũng không. Rồi những người môn đồ của Chúa đầy ơn và quyền năng, nhưng mà họ cũng không đắc thắng sự cám dỗ. Duy một mình Chúa Giêsu mang lấy thân thể xác thịt và Ngài đắc thắng sự cám dỗ, để lại cho chúng ta một gương, để hầu chúng ta noi dấu dân của Ngài. Cho nên nếu Chúa đắc thắng thì tôi cũng sẽ đắc thắng. Bà chị em nói điều này đi: nếu Chúa đắc thắng thì tôi cũng đắc thắng. Nếu Chúa đã chịu cám dỗ và đắc thắng thì tôi cũng chịu cám dỗ và đắc thắng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Chúa đã cung ứng điều đó cho tôi và chị em rồi. Amen. Trở lại cái từ nghĩa đồng vắng này, có nghĩa là nơi huấn luyện, nơi trang bị, nơi cung cấp vũ khí và để hạ xuống. Nơi huấn luyện, khi ông bà chị em bước vào trong quân đội thì bắt buộc chúng ta phải trải qua huấn luyện. Nơi đó trang bị, nơi đó huấn luyện, thậm chí là huấn nhục, rất là vất vả. Trời thì nắng, người thì đổ mồ hôi, và chúng ta phải theo cái hiệu lệnh. Chúng ta phải trải qua bất cứ những cái điều nghịch cảnh khó khăn nhất. Để chi vậy? Để khi đối diện với trận mạc, chúng ta sẽ không bao giờ thối lui. Đó là nơi huấn luyện, nơi trang bị và nơi cung cấp vũ khí. Vũ khí thuộc linh là điều mà tôi và chị em rất cần để chúng ta có thể chiến đấu ở trong trận chiến thuộc linh. Đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ý nghĩa của từ đồng vắng còn có nghĩa là để hạ xuống. Ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu số 2, chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này. Phục Truyền đoạn 8 câu 2. Phục Truyền đoạn 8 câu 2, xin đọc cùng nhau: Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi,
và ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay không? Dạ. Chọn con đường đó đồng vắng, Đức Chúa Trời có làm gì? Hạ ngươi xuống và thử ngươi. Thử đây là sự thử nghiệm hay là kiểm tra. Để chứ, điều chi vậy? Có cái gì ở bên trong chúng ta nó lòi ra không? Khi chúng ta chưa nói thì chúng ta đâu có ai biết trong lòng của chúng ta điều gì. Chúng ta thường nói Chúa ơi con yêu Ngài thiết tha, như sứ đồ Phaolô Phi-rơ nói, dầu ai có thể chối bỏ Thầy nhưng con thì không. Nhưng lúc đó chưa chịu cám dỗ, chưa chịu thử thách. Nhưng mà khi chịu thử thách thì Phi-rơ như thế nào? Tôi thề à, tôi không biết người đó à. Lúc bây giờ cái gì ở trong lòng nó mới lộ ra. Và khi thử thách, đó là lúc mà những cái gì ở trong chúng ta nó sẽ bày ra. Nếu không có thử thách, làm sao biết được sự trung kiên với Chúa, phải không? Khi nói rằng là nếu mà mỗi ngày, mỗi tháng chúng ta được kinh nghiệm trong sự giàu có vật chất Chúa ban cho dư dật, chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa nhiều lắm. Nhưng mà khi thử thách thì chúng ta sẽ đối diện, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Cái quan trọng là lúc đó cái gì ở trong chúng ta nó lộ ra. Hai người yêu nhau, đám cưới, tiền nhiều, vàng bạc cho nhiều lắm. Nhưng mà trở về bắt đầu gặp nghịch cảnh thì lúc bây giờ cái gì đó nó mới lộ ra. Có những người tuyên bố con hứa rằng con yêu Chúa thiết tha, dù đường đi bao trong gai thì lòng con vẫn không phai. Nhưng mà khi gặp nghịch cảnh thì sao? Chúng ta đã thay đổi. Cho nên đồng vắng đó là một cái điều ngăn trở, nhưng cũng là cơ hội để tôi và ông bà chị em vượt qua và chứng tỏ rằng chúng ta thực sự là người tin Chúa thật và yêu Chúa thật. Cho nên chính Chúa Giê-xu Ngài đã trải qua đồng vắng. Không con người nào đủ sức để trải qua đồng vắng. Duy chỉ có Chúa Giê-xu Ngài đủ sức trải qua đồng vắng và trong sự cám dỗ 40 ngày. Ở đây Kinh Thánh chúng ta thấy ngạc nhiên rằng Đức Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng vắng. Một ngày nào đó tôi, ông bà, chị em, có thể chúng ta sẽ được Chúa Ngài đưa chúng ta vào đồng vắng đó. Khi tôi hầu việc Chúa năm 1996, tôi thấy những người hầu việc Chúa đứng lên mặc áo vest, thắt cà vạt, cầm cái santonai đi rất là khệ nệ. Tôi thấy tôi thích quá. Ai gặp cũng chào, chào mục sư, chào thầy nữa. Và tôi cảm thấy thích lắm. Tôi nói, ôi, như vậy thì mình hầu việc Chúa mình sẽ được tôn trọng như vậy. Đúng. Khi bắt đầu tôi bắt đầu bước vào hầu việc Chúa, tôi cũng được tôn trọng. Nhưng mà chị em ơi, để có thể được sự tôn trọng đó thì cái phần để trả giá cho sự tôn trọng đó rất lớn. Rất lớn. Có những cái nghịch cảnh mà tôi cũng chưa bao giờ kể cho ông bà chị em nghe. Có thể lắm nếu tôi kể ông bà chị em nghe, ông bà chị em sẽ trùng bước. Tôi nói mà cho em rằng không có một quyền năng nào mà Chúa cho tôi, ông bà chị em, mà không trải qua sự thử nghiệm. Không có một ân tứ nào mà Chúa cho mà không trải qua sự rèn luyện. Không có sự sức giàu nào mà Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không có vượt qua được sự đắc thắng của sự cám dỗ. Để có một cái đời sống luôn luôn mạnh mẽ, để có đời sống luôn luôn đắc thắng, thì tôi, ông bà, chị em cũng sẽ đi cái con đường Chúa đi, làm cái việc Chúa làm và đắc thắng như chính Chúa đã đắc thắng. Thì chính Chúa Giê-xu để lại chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chính Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng vắng. Nếu một ngày nào đó anh chị em phải trải nghiệm cái đồng vắng này, thì thay vì chúng ta lầm bầm, thì tôi khích lệ ông bà chị em nên học gương của Chúa Giê-xu để chúng ta không lầm bầm và chúng ta bước đi trong sự đắc thắng. Chúng ta đắc thắng không phải do chúng ta đủ cái khả năng đắc thắng, nhưng chúng ta đắc thắng sẽ nhờ cậy nơi Chúa Giê-xu, quyền năng của Ngài, sức mạnh của Ngài để chúng ta đắc thắng. Chúng ta sẽ nói đến phần đó sau. Và trong đồng vắng này Chúa Giê-xu phải trải qua 40 ngày bị cám dỗ. Chúng ta thấy ở trong câu 2, tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Tức là gì? Không phải là cám dỗ một lần, mà là gì? Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, trong vòng 40 ngày. Có nhiều người quan điểm như thế này: để có thể bước vào trong chức vụ, chúng ta phải kiêng ăn cầu nguyện như Chúa Giê-xu 40 ngày thì chúng ta mới có quyền năng. Có phải không? Vấn đề không phải là chỗ kiêng ăn cầu nguyện. Thậm chí có người kiêng ăn cầu nguyện 50 ngày, 60 ngày, 70 ngày, nhưng mà khi trở ra không có quyền năng. Bởi vì trong cái thời gian kiêng ăn đó, nó không phải là dài bao nhiêu, nhưng mà sự kiên ăn đó, trong thời gian đó, chúng ta có đắc thắng sự cám dỗ hay là không mới là quan trọng. Để có đời sống thành công,
Để có thể chức vụ thành công hầu việc Chúa, nó không có lối tắt nào cả. Nó phải trải qua những cái bài kiểm tra mà chính Chúa Ngài đã trải qua rồi. Tôi và bà chị em cũng sẽ trải qua. Nhưng có một điều khác biệt, đó là Chúa đã cung ứng sự đắc thắng cho chúng ta, và chúng ta nhờ cậy sự đắc thắng đó và chúng ta bước đi. Cho nên ma quỷ đã cám dỗ Chúa trong 40 ngày. Và trong đây có 3 cái chiêu thức mà ma quỷ cám dỗ. Nó không có nhiều đâu, có 3 chiêu thức thôi. Và nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó có thể thay đổi một chút. Tôi thấy ví dụ như quý vị thấy rằng là người ta nấu ăn gạo nè, thịt cá nè, rau củ nè, có nhiều đó. Nhưng có lúc ta làm bánh xèo, có lúc ta làm bánh khọt, có lúc chúng ta người ta nấu phở, có lúc người ta nấu cơm, canh, cá, rồi rau, xào. Nhưng mà chúng ta thấy lại khác biệt. Mặc dù nó chỉ có 3 món đó thôi, nhưng nó khác biệt và chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn. Đúng không ạ? Vậy thì về chúng này cám dỗ thì sao? Nó có 3 chiêu thức. 3 chiêu thức nó nằm ở trong sách Văn Nhất đoạn 2 câu 16. Đó là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời. Mê tham xác thịt. Chính Adam và Eva đã bị thất bại trong sự mê tham của xác thịt. Chúng ta trở lại sách Ký đoạn 3 một chút để chúng ta thấy cái sự cám dỗ này cũng không khác gì Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Sách Ký đoạn 3 từ câu số 6. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn. Đây là 3 điều mà Satan cám dỗ Eva. Thứ nhất là gì? Trái cây đó là bộ ăn ngon. Ngon là mê tham cái gì ạ? Xác thịt. Mê tham của xác thịt. Ngon. Cái gì ngon? Bổ. Thật ra chúng ta có quyền để ăn không ạ? Có. Cái mê tham của xác thịt nó không chỉ liên quan với để ăn uống, nhưng mê tham của xác thịt nó liên quan về cái tư dục của chúng ta. Nó bao gồm những gì mà chúng ta thấy ngon. Có bao giờ quý ông nhìn lên màn ảnh có một cô gái chân dài eo số 8 đi lướt qua cái nhìn thấy cô này ngon thiệt. Có không quý ông? Ồ, cảm ơn Chúa, ở đây quý ông không có ai có hết. Có không? Có. Yeah. Nhưng mà mong rằng chỉ nhìn vợ của mình thôi. À, nhìn vợ của mình và khen vợ của mình thôi. Amen. Yeah. Nếu vợ của mình mà chúng ta khen vợ của mình, hay là chúng ta yêu vợ mình, chúng ta thích vợ mình, đó là điều rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy một người khác mà chúng ta nhìn thấy ồ ngon à, là lúc bây giờ là bắt đầu mê tham sắc thịt nó đầu nổi lên. Ông Gióp ông nói như vậy nè: tôi đã kết ước với mắt của tôi rằng tôi không nhìn người nữ đồng trinh. Điều đó không có nghĩa là ông không được phép nhìn, nhưng cái từ nhìn nó nghĩa là nhìn chằm chằm, nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu một người đồng nữ đồng trinh, người đó đẹp, Chúa ban cho, chúng ta cảm ơn Chúa vì cái nét đẹp của người nữ đó. Cho nên cái tư dục ở đây nó không chỉ liên quan về ăn uống, nhưng nó là một cái điều gì đó mà nó liên quan đến những cái nhu cầu của xác thịt của chúng ta. Chúng ta còn nhớ việc làm của xác thịt là gì? Gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thần tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Như vậy nó không chỉ về vấn đề tình dục, nó không chỉ vấn đề mê ăn uống, nhưng nó bao gồm những cái thứ ở trong sách Galati chương 4 từ câu 19 đến 21 và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu số 10. Nó không chỉ có một nhiêu đó thôi, nhưng nó liên quan đến những gì mà chúng ta chưa có thể cắt bì lòng và chúng ta thấy đặt cái điều đó cao hơn Chúa. Đó chính là những gì? Xác thịt, việc làm của xác thịt. Điều thứ hai là mê tham của mắt. Trở lại câu số 6 là lại đẹp mắt. Chúng ta trở lại Luca đoạn 4 thì sao? Câu số 5: ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh điển của nước đó, vì đã giao hết cho ta, ta muốn cho ai tùy ý ta. Nó cho Chúa Giêsu xem thế gian bao lâu ạ? Dạ, trong giây phút. Không có nhiều đâu, không có nhiều, trong giây phút.
À, cho thấy ngày hôm nay mà quảng cáo, nó quảng cáo đi lướt qua một cái hay là nó quảng cáo chi tiết á. Chi tiết mình đâu có thèm thèm coi, nhưng quảng cáo lướt qua một cái và chúng ta nhìn thấy, ô đẹp quá. Mà chị em biết tại sao người ta phải đổi iPhone không? Tôi cái này tôi xài gần 4 năm rồi. Bây giờ vừa rồi anh em nói rằng là thầy đổi iPhone mới đi, mua đi iPhone 14. Tôi nói ủa cái này còn xài ngon mà. Nó cũng là bao nhiêu chức năng đó, nhưng nó thay đổi xíu. À, cái lỗ tai thỏ nó dài, giờ là thỏ ngắn chút xíu. Rồi xong có thành viên thuốc, cái đục lỗ một tí xíu. Rồi bữa nay đục lỗ giữa, năm sau đục lỗ bên cạnh. Và cuối cùng nó bán, mình phải trả một giá số tiền mấy chục triệu, hai ba chục triệu mua cái mới. Đó là cái mà chúng ta bị cám dỗ bởi mắt. Tôi đảm bảo quý ông quý bà, người ta nói như thế này: sự cám dỗ đó là lấy vàng á thử lửa. À, xin lỗi, lấy lửa thử vàng. Lấy vàng thử ai? Thử đàn bà. Rồi để đàn bà thử ai? Thử đàn ông. Có đúng không? Mấy cô mà khi đứng trước một cái quầy mỹ phẩm thì sao ạ? Wow. Cũng bao nhiêu cái loại mỹ phẩm đó, nhưng nó làm cái hộp vuông. Và cái thì nó làm hộp tròn. Cái thì làm hộp lục giác. Mà thấy người ta, cái vuông này đẹp quá người, không, cái tròn này đẹp hơn, không, cái lục giác này đẹp hơn. Mà cuối cùng gom hết cái quầy mỹ phẩm người ta đem về luôn. Nhưng thật sự nó cũng cần thứ à. Trong chuyến đi này, nhiều chị em ở bên đó gửi cho vợ tôi rất nhiều mỹ phẩm. Ô, và nào là dầu thơm, nào là lotion, nào là những cái phấn, rồi những cái môi son này kia. Nhưng mà thực tế nó cũng là một loại à. Đúng không ạ? Rồi bây giờ quần áo thì sao ạ? Mod 80, thập niên 80, quần ống loa. À, làm sao cái quần nó rộng ra, xin lỗi, thập niên 70, quần nó rộng ở dưới thì đó là mod. Bắt đầu thập niên 80, quần nó túm lại, gọi là ống túm, càng túm càng tốt, túm nó nổi là không kéo lên được trên đây thì nó càng túm càng tốt. Rồi bắt đầu ống suông. Rồi cái ống thì túm ở trên mà rộng ở dưới. Rồi tóc á, thì bữa nay thì ốp vô, ngày mai thì ốp ra. Nhưng mà thật sự nó chỉ là hình thức. Cho nên sự cám dỗ bởi mắt nó khiến cho tôi và bà chị em, chúng ta bị chi phối rất nhiều. Và chúng ta bị một cái sự ham muốn ở bên trong, nó thôi thúc, hay là một sự cảm thúc ở bên trong, mà nó không phải là cảm xúc và thánh linh, bèn là bởi cảm xúc của hồn. Thường người ta nói là vợ của mình không đẹp, vợ người khác mới đẹp. Có đúng không? Người ta nói là gọi là gì? Đứng núi này mà trong núi nọ. Ồ, phải chi cái người đó là vợ của tôi thì hay biết mấy. Phải chi cái anh đó là chồng của tôi thì hay biết mấy. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có một Adam và Ngài cũng có một Eva đầy ráp vào cái xương sườn đó. Nếu chúng ta bị cám dỗ bởi mắt, chúng ta sẽ thấy cái nét đẹp này, nét đẹp kia. Không có một cô gái nào mà hoàn toàn hoàn hảo. Ngay cả cái sự hoàn hảo của cô gái đó cũng không thể hoàn hảo ở đối với một người nam kia. Cho nên mỗi một người Chúa cho một cái nét, và chúng ta chỉ đến với người đó, chúng ta yêu thương và chúng ta muốn lấp đầy tình yêu trong lòng của người đó mà thôi. Cho nên bị cám dỗ bởi mắt, rất nhiều ngày hôm nay tôi và bà chị em bị cám dỗ bởi mắt. Nó cho Chúa Giêsu xem trong giây phút, lướt qua một cái, lướt qua một cái, và chúng ta cảm thấy hấp dẫn và chúng ta bước đi theo. Vừa rồi tôi giúp đỡ cho một người anh em, anh này bị trầm cảm nặng, và anh nói rằng tôi là người thương gia, tôi không bao giờ tôi bị gọi là bị chi phối, con người tôi không có bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Nhưng không hiểu gần đây làm sao, tôi về tôi chỉ muốn uống rượu, hút thuốc, coi phim, chơi game mà xong, tôi không muốn làm gì nữa hết. Tôi hỏi lý do thì anh nói rằng là anh lớn hơn vợ anh 21 tuổi. Anh cưới vợ ở Việt Nam và khi đưa qua đó có một đứa con. Nhưng qua đó thì cho vợ đi học
học tiếng rồi học neo học kia. Một năm rưỡi sau anh đặt cái định vị ở trên điện thoại và cuối cùng thì đến bắt gặp là vợ anh với một người bạn khác, và anh quyết định chia tay. Anh bị trầm cảm và tôi chia sẻ lời Chúa cho anh, và cuối cùng anh tin nhận Chúa. Ngay khi tin nhận Chúa, cầu nguyện cho anh xong thì anh được giải phóng một cách hoàn toàn. Anh nói tôi được sáng ra rồi, bây giờ tâm trí tôi được sáng ra rồi. Anh hứa rằng anh khi mà anh về Việt Nam anh sẽ gặp tôi. Cảm ơn Chúa. Anh bị đau đớn vì có cái người vợ của mình. Anh bao nhiêu tâm huyết, tiền bạc anh dành dụm để anh bảo lãnh cô qua bên đó. Nhưng mà khi qua đó được năm rưỡi thì cô chia tay. Bởi vì anh lớn hơn tới 21 tuổi, còn anh chàng kia thì còn rất là khỏe mạnh. Có ai lớn hơn giờ 21 tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu không quan trọng, nhưng quan trọng là chúng ta thực sự biết người đó được Chúa chọn cho mình và chúng ta trân quý điều đó. Ma quỷ nó muốn phá hoại cái mối quan hệ giữa vợ chồng, rồi con cái với cha mẹ, rồi những cái mối quan hệ khác thông qua sự cám dỗ bởi ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt. Điều thứ ba đó là sự kiêu ngạo. Khi hai thứ kia mà không được thì nó sẽ dẫn đến cái sự kiêu ngạo. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 6 phần C nói rằng là: và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Eva không thỏa lòng về điều Chúa đã ban cho Eva. Adam đứng gần đó nhưng Adam cũng chiều theo lời vợ, và Adam đã không nhắc vợ dừng lại, đừng hái trái cây Chúa cấm không cho ăn. Có những sự cám dỗ mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người họ nói rằng là gì? Thôi bây giờ thôi mình cùng đi chung thuyền cho nó dễ. Thôi bây giờ vợ, nếu mà vợ đi địa ngục thì thôi mình cũng đi địa ngục, chứ mình đi lên thiên đàng rồi cô đơn sao? Hay là có những người nói là gì? Thôi cha mẹ tôi không tin Chúa, giờ tôi cũng không tin Chúa luôn. Mỗi một người trong chúng ta, linh hồn của chúng ta quan trọng. Và tôi và chị em phải trả giá cho, xin lỗi, đối diện với cái điều mà Chúa, Ngài, tiêu chuẩn của Ngài qua đức tin của tôi và chị em. Ở đây chúng ta thấy Eva thấy nó quý mở trí khôn. Thực tế Adam và Eva đã đủ khôn chưa bà chị em? Đủ chưa? Đủ không ạ? À? Adam và Eva có khôn không? Rất khôn. Chúng ta biết Adam được Chúa tạo nên xong khi Chúa Ngài đưa tất cả những con vật trước mặt Adam, và Adam đặt tên cho từng con vật, và Chúa gọi tên con vật theo tên mà Adam đặt. Vậy khôn không ạ? Quản trị cả thế giới này khôn không ạ? Cực kỳ khôn. Nhưng mà sao Eva nói là gì? Nhìn cái cây này quý và mở trí khôn. Thực tế thì cái mở trí khôn này do ai nói? Do Satan nói. Chúng ta xem ở trong câu số 4 và câu 5: rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu, như Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời và biết điều thiện và điều ác. Thực tế Adam là người cực kỳ khôn ngoan, nhưng mà bị sự cám dỗ của con rắn. Con rắn cũng là Satan, là con rồng, là cherubim được sức dầu đương che phủ. Cherubim này cực kỳ khôn ngoan. Chúa nói rằng cherubim này khôn ngoan từ khi ngươi được tạo dựng nên, sự khôn ngoan ở trong lòng ngươi. Nhưng mà vì sự kiêu ngạo cho nên sự khôn ngoan của ngươi bị hư. Lucifer đã bị hư sự khôn ngoan. Cho nên bây giờ tạo vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên đó là Adam, đầy dẫy sự khôn ngoan mà Chúa cho, thì nó cũng muốn Adam, sự khôn ngoan của Adam cũng bị hư luôn, giống như nó vậy. Đó là sự tinh vi của Satan. Khi kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan, nhưng nói chính sợ Chúa chưa có đủ khôn đâu. Phải ăn trái cây biết được thiện điều ác này thì còn mở trí khôn còn hơn nữa. Tôi nhớ ngày lúc mà còn trẻ thì khi quen một cô gái và mình thấy là tao cưa đổ cô đó rồi đó, nhưng có nhiều đứa thách, tao thách mày cưa nhỏ kia nữa đó, cưa luôn. Gặp đứa khác tao thách mày cưa nữa, cưa luôn. Và một tay thì dắt hai ba cô, và cuối cùng là gì? Dạ, không còn cô nào hết, tao bỏ mình hết. Dạ.
Sự khôn ngoan đặt tên các con vật chưa đủ đâu Adam Eva. Phải ăn trái cây này nè, thì cái khôn ngoan nó hơn nữa, bằng Đức Chúa Trời và phân biệt điều thiện và điều ác. Nên ma quỷ đã gieo cái tư tưởng đó vào trong Eva. Nó biết rằng nếu gieo vào trong Adam thì lập tức Adam khước từ ngay. Nhưng bây giờ nó gieo vào trong Eva. Eva là người không trực tiếp nghe lời Chúa. Cho nên khi Eva chấp nhận, tiếp nhận cái lời của con rắn, đó là cái lời của cái sự kiêu ngạo, nổi loạn và đi vào trong tâm trí của con người, để con người bị hư sự khôn ngoan. Và nó biết rằng chính Eva là mẹ của loài người. Tất cả loài người được sanh ra bởi Eva, kể cả người nam lẫn người nữ được sanh ra bởi Eva. Cho nên nó làm cho cái bình này nó bị hư. Và anh chị em biết nó thành công. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3 cho chúng ta thấy nó thành công. Phaolô đã nói điều này cho hội thánh của Chúa, là bởi vì Eva bị cám dỗ bởi mưu trước của con rắn kia thì ý tưởng anh em cũng bị hư. Ở trong Ê-sai 14 và Ê-sai-chu-ên đoạn 28 cho chúng ta thấy rằng tâm trí hay là cái sự khôn ngoan của Cherubim, Lương Cha Phủ, tức là Lucifer, đã bị hư. Và bây giờ nó gieo cái tâm trí hư đó vào trong Eva. Eva tiếp nhận và tâm trí Eva cũng bị hư. Nếu cái khuôn bị lỗi thì tất cả những sản phẩm của cái khuôn đó ra đều bị lỗi hết. Vậy theo ông bà chị em, tâm trí của chúng ta ngày hôm nay có bị hư giống như Eva không? Có bị kiêu ngạo không? 100% chúng ta đều có tư tưởng kiêu ngạo hết. Bởi vậy Chúa Giêsu mới kêu là gì? Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Vậy thì để có thể đắc thắng được cái điều này thì chúng ta phải có tâm trí của Đấng Christ. Chúng ta mới không còn sự kiêu ngạo khoe khoang. Ba điều: mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo. Và đây là ba chiêu thức, nó xào đi nấu lại. Và dù cho ở phương trời nào, dù cho ở quốc gia nào, dù cho ở một cái địa vị cao nào, ông bà chị em cũng sẽ có những cái vấn đề đó. Tôi qua Mỹ được người chị em, anh em của chúng tôi chở cái chiếc xe. Nếu mà ở Việt Nam thì nó tầm khoảng 7 tỷ cái xe đó, nếu ở Việt Nam. Đi trên chiếc xe đó nó thích, vô cùng thích. Êm, thiệt là êm. Và nó có cảnh báo xung quanh hết. Bước vô chỉ cần khều nhẹ cái xe này, cái tấm cửa nó hít vô một cái. Mình thắt dây an toàn thì vừa chạy một cái nó dây an toàn nó kéo lại sát lại. Ô, và đầy đủ tiện nghi hết. 7 tỷ. Và tôi ở trong cái căn nhà 2,2 triệu đô la. 1 triệu đô la nó khoảng 24 tỷ. 2,2 triệu đô la thì nó tầm khoảng gần 70 tỷ. Nếu như ở căn nhà đó mà không có tình yêu của Chúa thì chúng ta ngủ cũng chẳng đó ngon. Nhưng nếu có tình yêu của Chúa, chúng ta ở đâu chúng ta cũng thỏa lòng. Ở đây ăn tô phở bao nhiêu tiền? 40 ngàn. 30, 40. Mấy đô? Chưa được 2 đô. Ăn tô phở ở đó 12 đô. Ăn một dĩa cơm thịt nướng 17 đô. Nhưng nếu không có Chúa thì sao? Tất cả mọi sự đều là vô nghĩa. Sự cám dỗ nó là cho chúng ta, nó che mắt để cho chúng ta nhìn thấy, tưởng tượng ra một cái điều gì đó nó sẽ hơn những cái điều gì mình đang có. Nhưng mà chỉ có không có Chúa thôi. Sự cám dỗ nó khác, tôi đã từng chia sẻ với hội thánh, khác với thử thách là gì?
Sự cám dỗ khiến cho tôi bà chị em vi phạm mạng lệnh của Chúa và kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Nhưng sự thử thách là đến bởi Chúa, khiến cho tôi bà chị em càng ngày càng yêu Chúa hơn và sống đời sống đắc thắng cho Chúa hơn. Thử thách hay cám dỗ đều là một cái điều gì đó xảy đến cho chúng ta. Tại nơi đây, Chúa Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng quán để chịu thử thách. Nhưng mà thử thách Chúa Giê-xu phải chịu, Ngài đứng ở một cái góc độ của con người, mặc lấy hình hài con người để Chúa Giê-xu đắc thắng. Nhưng sự cám dỗ là Satan muốn áp đặt để khiến Chúa Giê-xu vi phạm và Chúa Giê-xu sẽ bị thất bại, để rồi phá vỡ cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Satan đã thành công khi phá vỡ cái chương trình của Đức Chúa Trời trên Adam và Eva. Nhưng Satan đã thất bại hoàn toàn khi nó thất bại trước sự cám dỗ nó đối với Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã đắc thắng một cách khải hoàn để tôi và bà chị em ngày hôm nay mặc lấy Chúa Giê-xu và chúng ta được ở trong sự chiến thắng. Trở lại ở trong Luca đoạn 4 thì chúng ta biết rằng là không phải vấn đề chịu cám dỗ hay thử thách, cũng như cũng không phải là do chúng ta kiêng ăn, nhưng mà do chúng ta đắc thắng. Và ai là người đắc thắng sự cám dỗ thì chúng ta cũng đắc thắng được tội lỗi. Phi Rơ nhất đoạn 4 câu 1. Phi Rơ nhất đoạn 4 câu 1. Chúng ta đọc chung với nhau câu này. Phi Rơ nhất đoạn 4 câu 1. Xin bắt đầu. Vậy Amen. Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt. Thì anh em phải lấy cái điều đó, tức là dùng cái sự đắc thắng của Chúa, anh em trở thành giáp trụ. Cái giáp trụ đây là cái sự bảo vệ để chúng ta có thể đắc thắng. Và người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì người đó dứt khỏi tội lỗi. Như vậy, muốn đắc thắng, muốn có một đời sống đầy ân tứ, đầy quyền năng và sống đắc thắng, thì chúng ta vượt qua hay là đắc thắng được hay là chịu khổ trong xác thịt như chính Chúa Giê-xu Ngài đã chịu khổ và Ngài đắc thắng. Chúng ta ai cũng thích được sức giàu, chúng ta ai cũng thích có quyền năng, có phải không bà chị em? Nhưng mà khi đối diện với thử thách thì chúng ta lại co lại, chúng ta lui đi. Và đôi khi có những bài học chúng ta cứ phải học đi học lại, học đi học lại. Có, tôi qua đó thì tôi gặp một số người anh chị em là bị tà linh. Họ bị ở Việt Nam, bây giờ họ nghĩ là qua bên Mỹ thì hết. Vậy thì bà chị em nghĩ rằng là quỷ ở Việt Nam với quỷ ở Mỹ có khác không? Nó lạ một điều đó là mình đi qua Mỹ là mình phải phỏng vấn và có visa thì mình đi được. Còn con quỷ nó không cần visa luôn. Cho nên là chúng ta cần phải giải quyết nó, chứ không phải chúng ta phải dời cái chỗ, đúng không ạ? Nếu tôi ông bà chị em bị cay đắng thì ông bà chị em ở đây mà chúng ta không giải quyết được sự cay đắng, sự tổn thương đó, thì chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng bị sự cay đắng tổn thương nó đi theo à. Nó không hết được. Mà muốn giải quyết không phải là chúng ta phải một mình giải quyết, nhưng mà chúng ta phải nhờ cậy Chúa để chúng ta đắc thắng. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta có cái sự cám dỗ, chúng ta có sự yếu đuối của xác thịt, thì ông bà chị đem đi đến đâu cũng yếu đuối xác thịt à. Nhưng khi chúng ta đã chịu khổ rồi hay là đắc thắng rồi thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng đắc thắng được. Cái này bí mật chút xíu, tôi đã nói chuyện với lại mục sư Đức rồi. Tôi hỏi bữa hai anh em đi với nhau, tôi hỏi mục sư Đức trong thời gian 3 năm 4 năm mà chờ đợi để rước vợ qua đó có bị cám dỗ không? Hình như mục sư Đức chắc chưa nói với lại cô Trúc. Này bên khoanh khui luôn. Mục sư Đức nói có chứ. Thậm chí là có những cái bánh rất ngon để sẵn sàng có thể chấp nhận nó rất là dễ. Nhưng cuối cùng vì kính sợ Chúa, mục sư Đức nói không. Đây là cái chỗ mà chúng ta có quyền năng hay không nè. Còn chấp nhận dễ lắm.
anh không nói, em không nói, không ai biết. Đúng không? Nhưng mà ai biết ạ? Và ai biết nữa ạ? Cho nên khi bắt đầu chúng ta nói không với sự cám dỗ, mà nói không đó bằng cái năng quyền Chúa cho, chứ không phải năng quyền của chúng ta, thì lúc bấy giờ anh chị em sẽ đắc thắng nó. Bao nhiêu người trong anh chị em muốn có quyền năng của Chúa? Bao nhiêu người chúng ta muốn có sự sức dầu của Chúa? Dạ. Ở đây chúng ta trở lại ở trong câu số 14. Chúng ta mở lại ở trong Luca đoạn 4 câu 14. Chúng ta đọc chung câu này. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Khi Chúa Giêsu chịu bắt em, khi Chúa Giêsu đầy dạy Thánh Linh, Ngài nhận lấy quyền phép chưa? Chưa. Nhưng khi Chúa Giêsu đắc thắng sự cám dỗ thì Thánh Linh ban phép cho Ngài quyền phép. Như vậy quyền phép không phải là kiêng ăn, mà quyền phép đến khi tôn bà chị em vượt qua sự cám dỗ. Quyền phép không phải đến khi chúng ta tin nhận Chúa. Chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có quy quyền trên ma quỷ. Nhưng quyền phép, sự sức dầu của Chúa đến thì tôi bà chị em vượt qua sự cám dỗ và đắc thắng nó. Câu 13 thì nói sao? Ma quỷ tìm hết cách cám dỗ rồi, nó dùng hết chiêu rồi, nhưng nó không đắc thắng được Chúa Giêsu. Như vậy không có một con người nào hoàn hảo ngoại trừ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là mọi sự trong mọi sự. Chúa Giêsu là quyền năng, Chúa Giêsu là sự đắc thắng, Ngài là sự giải cứu và Ngài là đầy quyền năng, đầy sự sức dầu từ Cha. Cho nên nếu chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu thì tôi và bà chị em cũng sẽ đắc thắng sự cám dỗ. Ma quỷ nếu tìm cách hết cách để cám dỗ Chúa Giêsu thì nó cũng sẽ tìm hết cách để cám dỗ bà chị em. Nhưng nếu chúng ta cậy sức của mình để đắc thắng sự cám dỗ, chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta tiếp nhận mặc lấy Chúa Giêsu, mặc lấy sự chiến thắng của Chúa Giêsu thì tôi và bà chị em sẽ đắc thắng tất cả các cách cám dỗ của ma quỷ. Trong tất cả mọi sự đó, chúng ta nhờ Chúa Giêsu là đấng yêu thương mình mà làm gì? Chiến thắng bội phần. Và sự quyền năng, xin lỗi, quyền phép của Thánh Linh và sự sức dầu đến cho Chúa Giêsu thế nào thì quyền năng của Thánh Linh và sự sức dầu của Chúa Giêsu đến trên đời sống của tôi và chị em khi chúng ta đặt thắng sự cám dỗ. Chúa Giêsu đã đầy quyền năng khi Ngài trở về từ đồng vắng, Ngài đắc thắng sự cám dỗ từ đồng vắng. Thì tôi và chị em, nếu chúng ta muốn có nhận lấy quyền phép của Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ đắc thắng từ trong sự cám dỗ, và chúng ta đắc thắng từ đồng vắng. Hãy bước ra khỏi đồng vắng ở trong cuộc đời của tôi và chị em để nhận lấy sự sức dầu từ Chúa. Ai trong chúng ta đang đối diện đồng vắng, hãy tạ ơn Chúa. Ai chúng ta đang đối diện sự cám dỗ, hãy cảm ơn Chúa vì đây là cơ hội để con cậy ơn của Chúa, để con vượt qua, để con có thể có quyền năng, có ân tứ, có sự sức dầu của Chúa, và chúng ta bước đi trong một đời sống quyền năng và sống đắc thắng mà Chúa Giêsu ban cho tôi và chị em. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Nếu Chúa là thế nào, chúng ta sẽ là ở trong thế gian này. Amen. Chúa thế nào, chúng ta sẽ ở trong thế gian này. Mời mà chị em đứng lên và nói rằng Chúa thế nào thì con thể ở trong thế gian này. Cảm ơn Chúa vì đồng vắng, và xin Chúa giúp con đắc thắng sự cám dỗ của đồng vắng. Ra khỏi sự cám dỗ, ra khỏi đồng vắng, nhận lấy sự sức dầu, quyền năng từ Thánh Linh, để có một đời sống luôn luôn đắc thắng trong Chúa Giêsu. Amen. Chúng con không chấp nhận sự thất bại mãi, nhưng chúng con sẽ chiến thắng trong danh của Ngài. Chúa đã để lại một gương để chúng con noi dấu chân của Ngài. Chúa Giêsu ơi, con yêu Ngài. Chúa Giêsu ơi, con học tập theo Ngài. Ngài là cứu Chúa của con, Ngài là sự đắc thắng hoàn hảo của con. Con ghét ma quỷ, ghét sự cám dỗ, đẩy lui nó trong danh Chúa Giêsu, vượt qua nó trong danh Chúa Giêsu. Con trở thành một nhân tố mạnh mẽ để chẳng những con đắc thắng, nhưng con cũng giúp người khác đắc thắng. Con cảm ơn Chúa. Con công bố những lời này trong danh quyền năng, vinh hiển, đắc thắng của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.